Mình đừng có bỏ cuộc, nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy gọi là mình đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. 我要绝对性的努力，压倒性的胜利。我要所有惊羡的目光和所有赞美的词语都拢聚在我的身上。我要告诉全世界，对不起，这一把我赢定了。年少轻狂过。Thế thì đừng đi tìm đam mê của mình nữa, và cũng đừng đổ lỗi cho hai từ đam mê khi bản thân của mình cố gắng chưa đủ. Mỗi lần sắp chạm đến thành công thì bản thân không đủ nỗ lực và bỏ cuộc, và đổ thừa là mình không có đam mê. Các bạn biết không, đam mê nó không có sẵn để mình đi tìm. Đam mê là một quá trình mà bản thân mình phải xây dựng. Hãy bắt tay vào làm một công việc nào đó, hãy làm thật giỏi, hãy đạt đến mức thành thạo mà người ta không thể phớt lờ bạn được. Và lúc đó bạn yêu công việc và đam mê từ đó mà ra. Khi không có đam mê thì hãy trau dồi kỹ năng, bởi vì khi mình luyện tập được kỹ năng rồi thì kỹ năng sẽ đi trước đam mê. Vào đời cứ tưởng là cuộc sống có những khó khăn, và những khó khăn này sẽ cản đường chúng ta. Nhưng thật không ngờ điều mà cản đường các bạn trên con đường đi tìm ước mơ của chính mình lại là chính bản thân các bạn. 会不会有一天时间真的能倒退，退回你的我的回不去的有无此难，一万次悲伤我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿微风吹起你鬓间的白发，抚平回忆留下。晚风中闪过几帧从前，飞驰中旋转已不见了。